Annabelle. Em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi đúng không? Ước gì... anh là bạn học của em. Chi vậy? Chỉ để được làm mối tình đầu của em chứ còn làm gì nữa. Hả? Anh đùa thôi, anh đừng lấp. Giờ này còn giỡn nữa hả? Nặng em này. Annabelle này. Dù thế nào đi nữa anh cũng luôn mong em hạnh phúc.